pha rượu trên ngọn lửa các bạn. Quantas copas son? Me toca alcanzar con la mitad, ¿eh? Nó vừa pha mà nó đọc thần chú ở trong á, trong miệng á. Wow. Chào cả nhà. Đây là buổi sáng đầu tiên mình ở Mexico các bạn. Thì hôm nay thì rất là mệt cho nên ngủ dậy trễ. Bây giờ đã hơn 10 giờ rồi. Nắng lên rất là nóng luôn. Thì sáng ở đây thì người ta dậy, người ta ăn sáng xong bắt đầu người ta sẽ đi bơi và đi chơi những cái trò chơi nước mà các bạn. Chỗ cái khách sạn mình nhìn ra là ngay cái chỗ trò chơi nước lớn luôn. Ở đây thì có hai bên, một bên lớn và bên nhỏ, bên này là bên lớn nè các bạn. Ngoài kia là biển, cũng không thấy người ta tắm ha, chắc mình nghĩ người ta tắm mé bên kia. Nếu mà ai thích cảm giác mạnh thì chơi mấy cái trò chơi này nè, trượt từ trên cao xuống mấy cái ống. Rất là nhiều luôn. Còn ở đây thì có một cái đường nước thì mình có thể thả trôi những cái bánh xe bánh rồi từ ở chỗ xa nó trôi từ từ xuống. Nếu mà ai về nhà có mấy đứa em nhỏ mà thích bơi, thích tắm, thích chơi những trò chơi này thì đi cái resort này là giống như thật là tuyệt vời luôn. Chỗ này thì đi lên cái sảnh chính. Rất là nóng luôn các bạn, giống như Việt Nam vậy, mình đã đỡ ẩm hơn thôi. Ở đây thì có cái sảnh chánh nhìn xuống dưới rất là đẹp luôn. Ở đây thì cà phê các bạn. Wow, bánh ngọt. Sáng thì uống cà phê các bạn, coi này cà phê lạnh, phải nóng. Đang chờ nướng nướng bánh. Cà phê ngon không? Giống cà phê. Cái quán cà phê thì nó trang trí cái đèn giống như mấy cái nia của Việt Nam mà. Anh giống cái nia không anh? Nãy giờ không để ý. Toàn tre. Cái thúng, cái thúng bự. Thì giống giống vậy đó. Ở đây thì từ 11 giờ tới 12 giờ thì cái buổi ăn buổi sáng nó đóng cửa các bạn. Tới 12 giờ mới có giờ ăn trưa thì có những cái chiếc xe này nè. Hay là những cái lều nhỏ nhỏ người ta dựng lên để có đồ ăn vặt. Giống như là pizza, pan pie rồi mấy cái vậy đó. Còn kem với lại nước uống là có cả ngày luôn. Bây giờ thì tụi mình ăn chút xíu rồi thì ra đây để bơi. Mấy đứa em thì nó xuống nó bơi rồi. Ở chỗ hồ bơi thì nó cũng có một cái ba rượu, ba nước á. Để khi mình bơi thì mình có thể kêu đồ uống. Tụi nó đâu? Hả? Nghe nói sao đây đi mà. Hola. Hola. Đó không? Biệt ở đây có mấy cái giống như có mấy cái giường nè các bạn. Đó.
ở trong đó thì có gối rồi để mình khi mà mình bơi xong cái mình lên đây mình nằm nghỉ á. Bơi đây thì nó có cái chỗ này để cho mình lấy khăn bơi riêng, còn khăn tắm riêng có sẵn luôn, mình khỏi cần lo chút. Mình lấy xong thì mình nói cái số phòng rồi mình lại mình trả, hoặc là mình có thể để trên phòng luôn cũng được anh. Nè mấy đứa, hello, cái đám nhà mình đây nè. Ồ, hello lên. À, mắc không? Aiden đâu mắc rồi? Aiden đâu? He's with Aaron. Oh, with Aaron? The yellow heart. Oh, bên đó hả? Kìa, đó đằng kia có cái bar. Này cô lên hả? Aiden với Aaron thì qua mấy bên trò chơi bên kia rồi các bạn. Aiden thì qua bên đây chơi với tụi nhỏ bên đây các bạn. Ở đây thì có cái trò chơi trượt nước dành cho mấy đứa nhỏ, bên kia là cho người lớn. Đình chơi khoái rồi, trời nóng tắm mát dữ luôn. Bây giờ thì mình đi cuối hè các bạn, cho nên là cũng vắng, không có đông. Mà nếu mà đông thì vui hơn, nhưng mà nếu mà vắng thì chơi thì nó khỏe hơn. Mấy tụi nó bệnh ở phía sau cái chỗ cái sân khấu á. Jenna. Sớm chờ đi chung này vui lắm nè. Hai. Sớm chờ đi chung. Ở chơi đi. Tụi nó phía sau cái đó đó. Hai à. Không chờ đi chung này nè, đi nguyên đám. Nãy chị cho tới vô. Have fun. Cái này là mấy cái trò chơi trượt nước cho người lớn các bạn, rất là cao luôn. Nếu mà anh không sợ độ cao, thích ra mạo hiểm thì chơi này rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ thì mấy đứa này nó đem cái phao để lên trên trượt xuống. Trượt thẳng xuống. Rồi, giờ luôn coi mấy bên đây. Ồ. Hola, hola. Thôi đi chị cho quay phim cái. Chúc chị đi cái đó, chúc chị đi cái màu cam đó. Ok, đi đi, chúc chị đi. Không đi trước đi, chị quay phim cái. Ô, em không có đi cái này đâu, em đi cái màu xanh á, màu cam. Chị đi hả? Ở đây thì có mấy cái đường trượt còn các bạn rất là nhiều luôn.
mỗi một cái bánh xe như thế này là hai người. Ngoài kia là biển các bạn, bây giờ nóng quá không có tắm nổi, chiều chiều mới tắm biển được tại cát nó nóng quá. Thì mấy đứa cháu đang sắp hàng để trượt nước ở trên kia. Nhiều cái lần quá mình không biết nó trượt lần nào, này có tới 4 lần ở đây nè. Which one? Nó là sấy. Ồ, đây chạy từ cái ống từ ở trên đây nè. Ồ, nó dài. Đây là các bạn. Cut the video for mẹ của Nancy á. Điện thoại trong đó đó kìa, điện thoại trong đó đó. Yeah. I didn't get the video. Go Michael's next. Okay, Michael next. Ôi trời, sao đó? Đã được quá. Ủa, nó tự đâu nó xuống vậy? Nè. Hả? Cái này nè. Ồ. Để Michael phải không? You want to go down to Michael? Or you? I'm heat exhaustion. Lên ra. Nó rớt đó, nó dằn từ cái ống cao nó lọt xuống đó, nó dằn lên đó. Đâu mất tiêu rồi, không thấy à. Alo. Đó, cái lớn của mình. Chực nước không? Để phấn. Thế này thì cái đường nước chảy, các bạn chạy vòng vòng trong cái khách sạn luôn. Cái này để cho con nít có thể chơi được, tại vì nước nó cũng không có sâu. Quằn quèo quằn quèo tốt ở trên cao. La dữ. Cái này chắc tụt nhanh lắm. Chơi cái màu cam này nè. Chơi màu cam nè. Dạ, yeah, cái đó nó easy. Mà chạy ốc lên nè. Oh no, ốc lên. Quá. Nhanh hả? Wow. Oh my god. Fun. Chỗ này không nè? My butt hurts. Annie ran away, huh? Keep going down the line. Annie, không dám chơi này, Annie chơi cái bên kia. Oh.
không chơi này? Mày có sợ không? Sợ không? Scared? À, bốn đứa chân lực luôn. Cái này không có sợ dữ nè. Thank you. Chơi giờ mệt, ghé ăn kem, có mặt kem có nhiều loại luôn. Mời các bạn nha. Tienen que recordar, y es muy importante, remember, it's very important, you have to remember the keyword to say the answer, okay? The keyword is, I love you, Viking. Okay, so what is the keyword? I love you, Viking. That sounds great, okay. What? Viking, we are the Viking. Bây giờ thì gia đình mình đi ăn chiều các bạn. Thì bữa nay thì ăn nhà hàng đồ Tây, cho nên phải mặc quần dài đàng hoàng. Không có cho phải mang dài, không được mang dép. Cho đàn ông ha. Phụ nữ thì phải mang cũng như là mang dép mà có cái quai hậu phía sau. Bữa nay ăn ở nhà hàng Hunter. Hola, hola. La cámara, video. Hola. Vẫn còn shop bạn, cho nên chưa có khách, và mấy em thì nó đặt bàn rồi. Mà nguyên đại gia đình đằng kia kìa. Vô trong những cái nhà hàng Tây thường cái đèn nó rất là mờ luôn á. Cái này mà ăn mà có bụi hay có tóc cũng đâu có thấy được. Wow, everybody here? Mới tới luôn hả? Ở đây luôn đi. Hello. Hello everybody. Đây là ông chủ sĩ của bàn. Đó, mà nghe đâu bạn. Trời ơi. Bữa nay đi ăn bàn nó bao hết. Bao hết mà nếu mà ở Canada là thôi. Cũng xỉu chứ là nguyên gia đình này nha. Hello anh nông dân. Mới ăn trưa giờ ăn chiều. Bả vậy. Lên này con kiếu gì vậy? Thịt bò hả? Hello chị. Mới vô ăn này no rồi nè. Chị vậy lên em cũng đi lên luôn á. Dạ. Hello. Hả? Chị nhìn hồi nãy mới đi ăn chút xíu rồi đói bụng quá. Trời, nó không đói bụng. Hồi nãy ăn có chút xíu rồi, giờ tôi cũng còn no. Dĩa xà lách thấy ngon quá. Yo, vô chắc. Yo. Gram chào đời đây. Thank you. Giống bia quá. Cái này nó có bỏ rượu à.
thường em không uống rượu. Làm cái clam chowder có rượu. Nhưng mà kêu nó đựng rượu mà. Cái này súp à? Không có muốn ăn. Súp. Clam chowder. Cao vậy. Sao không có muỗng ta? Nó có muỗng. Ờ chắc nó đưa anh à, nó khoát hay gì. Cho bỏ khóc khô ra trong mà ăn. Bắp. Ủa này súp cái gì anh đi? Súp. Súp sao giống bánh vậy? Bread on top. Ờ không. Wow, toàn thịt bò không hả? Wow, toàn thịt bò không các bạn. Được chưa đến? Ok. Đủ không? Để bài. Đủ ăn không? Yeah. Enough? So, one more? I feel like I can eat two more. Ai đây? New York guys? Đa số thì đứa nào cũng order thịt bò các bạn. Còn những cái món súp rồi thì salad rồi món khai vị đủ thứ luôn. Ăn cho. No, miếng này nhỏ quá đổ ăn không nông dân. Giờ chắc người ta đây một phần chắc mỏng thôi. Cái nào cũng nhỏ, giống nhau à? Chắc ở đợi gì? Rip eye luôn hả? Nhưng mà ở đây thì chắc là mỏng như thế, dày quá tăng cũng đâu hết. Có miếng chắc bự hơn nè. Mà cũng hơi mỏng ha. Dao cắt qua đi. Hơi chín rồi phải không ta? Ngon không? Mềm không? Tiêu rồi, mất tiêu rồi hả? Có em cái rib eye hả? Em như cái tenderloin hay gì đấy chứ? Dạ, mời cả nhà nha. Ông nông dân nãy giờ ông không mời ai luôn. Mời cả nhà. Quá. Như đây đủ rồi. Chín quá anh. Ồ, cái này của bà nông dân nè. Tên là Lôi. Thử đi. Ăn thử đi. Bỏ cái salad cho đầy đường cho nó nhìn đẹp hơn không? Nó kêu nó chụp con cá cho mình luôn. Cái nào bát chứ vậy?
nha. Đó, cái món đặc biệt cho Aidan. Cái này miếng tenderloin. À, mềm quá chừng luôn. Wow, thịt rất là mềm luôn á. Cái này ngon hơn nè. Mấy miếng kia mỏng quá. Rồi ra nữa kìa. Dạ, xin mời các bạn. Chicken nuggets. Dạ, thank you. À, cô Aidan nè. Can I have some ketchup? Dạ, thank you. Mềm rục luôn á. Rất là mềm luôn. Ngon chắc. Ngon Cindy. Ngon Andy. Brayden. Ngon không? Mấy người đói bụng đòi ăn nữa, giơ tay lên. Xin đi. Con gái mới giơ tay lên. Ngon Brandon, ngon không? Ngon không? Yes, that's good. Okay, good. Is it good? Nothing, yeah. Good, Daniel? Ngon không? Ở đây ăn ngon không? Thank you, ngon không? Ngon không, Lynn? Ngon chị? Ngon xíu? Ai cũng ngon hết. Ngon không? Ngon không, Nancy? Bây giờ ai cũng lo ăn hết, hỏi không thèm nói. Cái miếng thịt đâu rồi? Cái miếng này miếng ngon nè, cái miếng này mềm nè. Ai mà các bạn ăn không? Đây là cái miếng New York strip của mình nè. À, bây giờ thì nhà hàng nó có một cái chương trình đặc biệt. À, kêu phụ nữ qua đứng một bên. À, không biết nó phục vụ cái gì đây. À, nhưng mà ở đây thì cái anh phục vụ nè, làm những cái ly mà ở trên viền đỏ đỏ giống máu vậy các bạn. Chấm vô cái này, chấm vô đi muối, đốt cho nó dính lại ha. Cái này uống vô là xịt khói ăn không? Uống vô là khóc mồi nha. Này là pha rượu trên ngọn lửa các bạn. Quantas copas son? Một cái cảm giác có lại một cái đi. Nó vừa pha mà nó đọc thằng chú ở trong miệng á.
Soi ốc bọc vàng. Soi ốc luôn các bạn. Decisiones. Ai trước? Từ từ là em hả? Ice cream, coffee and liquor mix. Mix. Trộn lên đều không? Rồi. 1, 2, 3, vô. Ok, ok, ok. Look this one. 1, 2, 1, 2. I got it. Đứng sát vô, đứng sát vô. Đứng sát vô. Three. Angela. Hi. Vô đây. À đúng rồi. Đó, uống đi, bắt đầu uống đi. Rồi, đếm 1, 2, 3 là vô không? That's it, good. Annie, xích vô Annie. Annie, xích vô. Rồi, quậy lên không? Cái này là đêm đặc biệt, người phục vụ, nó phục vụ cho mình. Cho phụ nữ không? Rồi, vô. Ngon không? Ngon không? Giơ tay lên. Ngon không? Ngon phải không? Ngon xin đi. Anh này là ăn tráng miệng. Cảm ơn. Nó bán cái bánh lăng vậy hả? Lăng cái đường trên nó. Ờ, cái này là cheesecake. Cái này là cookie. Ăn no quá thì bây giờ chắc đi dạo vòng vòng các bạn để cho nó đói bớt. Trong này thì bán đồ lưu niệm của Mexico các bạn. Wow, mấy cái nón. Xin đi, lên. Sao nhỏ xíu vậy? I have a clip on my hair. Oh, nice.
xíu. Được dừng, dừng được á, nó rỗng quá. Mấy này mấy cái tí, mấy cái xương xương lọt cũng không lọt đầu. Đúng rồi đó, chứ nó mát nữa. Cái này về làm đi làm giường mà trồng sụp riêng được. Cứng lắm. À, nó cứng lắm á. Rất không lọt đầu. Mà bên Việt Nam mình có cái... Nón lá hả? Không phải cái nón mà đi xe hai bánh. Ồ, Việt Nam có cái nón cối nữa, tin nón cối không? Mấy cái ông mà ông nông dân đội nón này vô cái giống người Mexico luôn. Hả? Đâu, đội vậy đúng rồi. Nhiều loại lắm nè. Mấy cái này phải cái giỏng không anh? Giỏng. Sao thưa đứt không ta? Cái giỏng này ngồi đó mà. Ồ. Chân bể hả con à? Hay lên cái chân bể á? Phải không? Ờ dạ, ông điếu á, nhìn hút thuốc á. Mày ông điếu hút thuốc. Ồ. Oh. Mua cho mày cờ đó đi. Mấy cờ. Cái này à. Đúng rượu, chè đủ. Mời cái thằng ấy nó chơi nó được win nè, nó được trúng. Không muốn mà không ai thắng. Không ai thắng. Mới đầu tưởng mình chưa thắng chứ đúng. Ờ thì nếu mình học tại mình chia riêng mà. Có trống. Có cái 15 đồng. Có cái 15. Này gì? Mà. Chị. Để làm gì ta? Học lại có đi uống nước. Cái này xã hữu. Nó thì sao đợi Nancy? Ở thằng gỡ á. Đi vòng vòng thì bây giờ gia đình lại đây ngồi coi mấy cái show các bạn. Bây giờ là 11 giờ đêm rồi các bạn. Ở đây bây giờ rất là vắng luôn. Tại vì người ta bắt đầu vô mấy cái bar để ta uống rượu á. Tụi mình bây giờ thì về phòng ngủ. Ở đây là có nhiều chỗ chơi game và bowling rồi nè. Rất là nhiều luôn.
Xỉn rồi. Xỉn. Có uống rượu đâu xỉn. Có uống nhiều nước cho ngọt, có rượu. Có chút xíu mà. Về ngủ ngày mai là thức cho sớm, mà sáng mai thức dậy sớm nha. Mấy nhỏ còn chơi, hai già mệt quá rồi. Ở đây nóng cũng giống Việt Nam đó các bạn. Nhưng mà nó cái độ ẩm thì nó ít hơn thôi, nhưng mà nóng có thể hơn luôn á. Em nghe nói là 35 độ mà sao thấy nó dễ chịu hơn ha. Tại vì không có độ ẩm. Đảm bảo như Việt Nam 100% thì nó là khó chịu. Cho nên là giống như khi mình tắm bơi rất là thích luôn các bạn, tại nước nó đã ấm rồi mà thời tiết thì nóng á, ở đây thì rất là nhiều đồ lạnh uống á, rất là thích luôn. Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, ngày hẹn gặp lại. Kết thúc ngày thứ hai. Bye. Chưa ra biển luôn á, sáng đó chắc đi ra biển.